Trên con đường Thiên Lý Bắc Nam, từ ngoài Bắc vào đi qua cầu Xanh chừng 6 km, gặp cầu Thanh Ba vắt qua nhánh sông Rào Chùa của dòng Linh Giang xưa, nay gọi là sông Danh. Và nhánh sông Rào Chùa đó chính là biên giới tự nhiên phía Bắc của quê hương tôi, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nếu đi từ Nam ra Bắc, đi qua đoạn đường quanh co của đèo Lý Hòa, đứng trên đèo nhìn về phía Bắc là cả một làng quê trù phú, nhà cao tầng chen lẫn trong màu xanh của cỏ cây hoa lá. Dãy núi Lệ Đệ, còn gọi là Hòn Bung, xương sống của làng chạy dọc theo chiều dài của quê tôi, án ngự và làm ranh giới ở phía Tây. Dãy núi này ăn lan ra biển, tạo nên thắng cảnh đá nhảy kỳ vĩ, mát mẻ, nên thơ. Có ngọn núi Cốt Lầu và dãy Trấn Sơn làm biên giới phía Nam vững chãi. Từ cửa Danh chạy ven biển về đến phía Nam đá nhảy có chiều dài hơn 6 km, có biển Đông làm biên giới phía Đông. Hiếm có một mảnh đất nào như quê tôi, bốn bề bao bọc và ranh giới tự nhiên, phía Đông là biển rộng, phía Tây là núi cao, phía Nam là đèo, phía Bắc là sông. Thiên nhiên đã ban tặng cho quê hương tôi một nước non kỳ thú. Quê tôi như một tổ quốc Việt Nam thu gọn, có biển, có sông, có đồng bằng, có núi rừng, có gò đồi, có danh lam thắng cảnh, với bao nghề truyền thống của công, nông, thương, ngư. Nước mắm nổi tiếng Thanh Hải, Thanh Xuân, cá mực Thanh Danh, cá cơm Quyết Thắng, ruốc Tiền Phong, vui ngói Thanh Khê, Thanh Vinh. Mảnh đất và con người nơi đây, hơn 5 thế kỷ đi qua, các thế hệ đã nối tiếp nhau, xây dựng và bảo vệ mảnh đất này bằng máu và nước mắt của mình để cho con cháu chúng tôi hôm nay sống trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc. Ngược dòng lịch sử, 550 năm đã đi qua, mảnh đất phía Nam cửa biển Đại Linh Giang, những con người nơi đây nối tiếp nhau đi qua nhiều thế hệ, chứng kiến bao nhiêu cuộc chiến đẫm máu, đưa tàn. Hết hàng trăm năm chinh chiến phương Bắc, đến hơn 200 năm huynh đệ tư tàn, dòng sông Danh quê tôi, nơi vết thương lòng phân tranh Trịnh Nguyễn, máu chảy thành sông, xương chất thành gò. Đến 90 năm đô hộ của thực dân Pháp, phải chịu đói khổ, xích xiềng, nô lệ, áp bức bóc lột đến xương tủy của lũ thực dân phong kiến. Rồi 9 năm quê hương tôi chịu đựng hàng ngàn tấn bom đạn của máy bay tàu chiến Mỹ trả đi sát lại, hủy diệt, tàn sát. Một mảnh đất nóng bỏng ngày đêm là tọa độ lửa, là túi bom. Nhưng trai gái quê tôi vẫn kiên cường bám trụ. Một mảnh đất gan lì chống ngoại xâm mà lịch sử ông cha gắn với thanh gươm báu chống quân thù và ngọn cờ nhuốm máu của bao thế hệ. Đây Thanh Hải, Thanh Xuân, những trai làng lớn khôn, những ngọn đèn ra khơi có cây súng giữ. Quyết Thắng, Tiền Phong, những gái ngoan trăm lần thử lửa. Một tấc ruộng không đi, một ly đất không rời. Con đường từ đây tỏa xuống muôn nơi, tương lai thanh bình, lấy mái chèo, lò nung, làm trận địa. Giờ phút hiểm nguy, càng giạt rào tình nghĩa của quê mình với Quảng Trị Thừa Thiên. Quê hương ơi, nóng bỏng ngày đêm, vì độc lập tự do ta chẳng nghỉ. Mảnh đất này đang xây thêm chiến lũy, đè bẹp quân thù trên mỗi bước tiến lên. Câu ca ơi rằng ai đã vào đây khó quên những cồn cát trắng.
trong nắng ban mai, bao người đan lưới hát vui, súng để cạnh người giữ trời với biển khơi. Đoàn thuyền ra khơi, biển xanh dâng sóng như đón người, mang súng liền vai hát vang câu hò tung lưới. Ơi gió lên đi cho buồm trao nắng sớm mai, giữ biển trời này như là trái tim của tôi. Hò ơi hò khoan tung lưới ra ngoài khơi, ôi hò khoan tung lưới ra ngoài khơi, ta bắt con cá nhảy, ta bắt đàn cá bơi. Ơi hò là hò ơi, ơi hò là hò ơi, dù cho tàu bay quân cướp mi vào đây, thì súng này trong tay ta đã sẵn sàng đây. Ta dẫn thành ly thép dày, ta bắn nó tan thây. Ơi hò là hò ơi, hò là hò ơi, ơi hò hò ơi. Hỏi hò quan tung lưới ra ngoài khơi, hỏi hò quan tung lưới ra ngoài khơi, ta bắt con cá nhảy, ta bắt đàn cá bơi. Ơi hò là hò ơi, ơi hò là hò ơi, dù cho tàu bay quân cướp mi vào đây, thì súng này trong tay ta đã sẵn sàng đây. Ta dâng thành uy thép dày, ta bắn nó tan thây. Ơi hò là hò ơi, ơi hò là hò ơi, ơi hò. Bình hiên ngang, lòng dân son sắt tay súng sẵn sàng, giữ mái trường sinh vẫn đang tươi màu ngòi mới, giữ vững quê ta đây lời tổ quốc thiết tha, giữ cả bầu trời tiếng hò ơi quê mẹ ta. Quảng Bình quê mẹ ta ngày 27 tháng 3 năm 1973, Hiệp định Paris giữa Mỹ và Việt Nam được ký kết. Tên lính viễn chinh Mỹ cuối cùng cút khỏi miền Nam Việt Nam. Quê tôi bước ra khỏi cuộc chiến tranh hủy diệt. Từ vùng sơ tán trở về, bà con làng xóm chung sức xây dựng lại quê hương. Từ trên mảnh đất hoang tàn, đổ nát, hố bom chồng lên hố bom, hố đạn chồng lên hố đạn, nhà cửa đồng ruộng bị san bằng. Mỗi người dân quê tôi phải gồng mình từng ngày từng giờ khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định cuộc sống, đưa quê hương ngày càng khởi sắc thay ra. Hôm nay, những ngày xuân về, mùa xuân Giáp Ngọ 2014, mùa xuân lần thứ 41 kể từ lúc chiến tranh kết thúc, lại đến với quê tôi. Chúng tôi, những người con của quê hương yêu dấu, những ngày vui rộn ràng náo nức trên quê nhà, chúng tôi đành phải xa quê, sống trên đất khách quê người, làm ăn mong có thêm thu nhập để góp phần giúp gia đình, giúp quê hương ngày càng giàu mạnh, càng đổi mới đi lên. 40 năm đi qua, 40 năm xây dựng, quê hương tôi ngày càng khởi sắc. Nếu ai có dịp sống và chiến đấu trên mảnh đất quê tôi trước những năm 1973, bây giờ trở lại, hẳn không khỏi ngỡ ngàng, bởi quê tôi bây giờ trù phú, sầm uất, giàu có như một hòn ngọc bên bờ biển xanh, như một thành phố trẻ soi mình bên dòng sông danh hiền hòa, thơ mộng
và vững chãi. Thế hệ bây giờ, thế hệ mai sau, trong nhung lụa của phố phường sôi động, những tòa nhà cao, những con đường rộng, tấp nập những đoàn xe ngược xuôi hối hả, tàu thuyền nhộn nhịp trên sông. Biển gọi bình minh vui đón những buổi mai hồng, phố chợ ồn ào như hội xuân rộn rã. Có ai nghĩ rằng nơi đây, mảnh đất này, một thời chiến trường máu lửa, một lũy thép kiên cường qua đạn súng bom rơi. Đúng vậy, đến đây những ngày xuân 2014 lại càng không thể tưởng tượng được cảnh đổi mới của một làng quê đang từng ngày từng giờ khởi sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới, điện, đường, trường, trạm và cuộc sống từng ngày càng sung túc, ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. Chúng tôi, những người làm ăn xa xứ, luôn ngóng về quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi một thời tuổi thơ với bao kỷ niệm và tuổi trẻ học đường, được các thầy các cô, những người mẹ hiền nuôi dạy chúng tôi khôn lớn thành đạt. Ở nơi xa xôi này, những ngày vui xuân, chúng tôi, những người con quê hương Thanh Trạch, những đồng hương trong huyện, trong tỉnh, tề tựu bên nhau đón xuân, tạo nên cảnh sắc mùa xuân của quê mình trên đất bạn để phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ vợ, nhớ chồng, nhớ con, nơi hải ngoại xa xôi. Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Chiều chiều đứng tựa lầu cao, nhìn về quê mẹ bời bời niềm vui. Kìa dáng ai như dáng chị, dáng mẹ thế tôi. Đưa nhau ta thì về, đưa nhau ta thì về, nơi mẹ đưa nôi, nơi sao diệu chơi vơi, với dòng sông bên lỡ bên bờ. Qua cậu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu, yêu quê hương ta về, ta về thế đâu. Thank you.
nơi quê ta bánh gà bánh trúc, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta giàu sương dài nắng, phiên chợ nghèo đều tranh mãi xiêu, kìa dáng ai như ngắm nhìn bức tranh quê đang từng ngày thay da đổi thịt, những tòa nhà cao tầng của thôn Thanh Khê, thôn Thanh Vinh, của làng Thanh Hải, Thanh Xuân, Thanh Danh, của xóm làng Tiền Phong, Quyết Thắng, chúng tôi vui mừng đến trào nước mắt, càng nhớ quê hương với một tình yêu xa xiết. Chúng tôi tự hào trong sự đổi mới đi lên của quê hương hôm nay có một phần chung tay của chúng tôi trong đó. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước từ những năm 1980, khi những người lính chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ trở về, được quân đội cho xuất ngũ và chọn những người có công trong chiến đấu, những con em của gia đình có công với cách mạng, cho sang các nước Đông Âu làm ăn. Chúng tôi nhớ lại những người xuất ngoại đầu tiên lúc ấy như anh Nguyễn Tiến Quân, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Cảnh Toàn. Chúng tôi xem họ như những người mở đường xuất ngoại đầu tiên để lấy ngoại tệ về góp phần đổi thay xây dựng quê hương và cuộc sống gia đình. Cho đến hôm nay, đã có gần 1.000 con em quê hương có mặt trên hơn 10 nước trên thế giới làm ăn, mong thay đổi cuộc đời. Điều đó phù hợp với nghị quyết Đại hội Đảng Bộ xã Thanh Trạch nhiệm kỳ 2010-2015 đánh giá. Địa phương đã phối hợp với các công ty xuất khẩu lao động cũng như tạo hành lang pháp lý cho con em xuất khẩu lao động. Trung bình hàng năm có trên 150 em đi làm ăn ở nước ngoài. Cả cái truyền thống quê hương Thanh Trạch anh hùng bên bờ Nam bị thành phong dân, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010-2015, đạt được sự lãnh đạo của ban chấp hành đảng bộ, sự quản lý điều hành của chính quyền xã, sự nỗ lực phấn đấu đoàn kết một lòng của toàn dân xã nhà. Trong những năm qua, quê hương đã thu được những thành quả đáng phấn khởi trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng an ninh. Trên lĩnh vực kinh tế tiếp tục phát triển, hộ giàu ngày càng tăng, hộ nghèo ngày càng giảm. Hiện nay toàn xã đã có trên 65% hộ khá và hộ giàu, hộ nghèo giảm chỉ còn 4%. Về văn hóa xã hội, bốn trường học, trạm y tế được kiên cố hóa và đạt chuẩn quốc gia. Đường làng ngõ xóm ngày càng khang trang, trên 60% đường được bê tông hóa. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao được phát triển rầm rộ. Đây là món ăn thường xuyên của con em xã nhà của quê hương xã nhà. Quốc phòng an ninh được giữ vững. Có được thành tích này thì có một phần đóng góp hết sức quan trọng của những người con quê hương Thanh Trạch đang làm ăn và sinh sống ở khắp các nước trên toàn thế giới. Hàng năm xã đã tạo mọi điều kiện hành lang pháp lý
để cho con em được đi xuất khẩu lao động. Trung bình hàng năm có từ trên 150 em đi làm việc ở cả nước. Hiện nay toàn xã có gần 1.000 người lao động ở trên tất cả các nước. Dự tính trung bình hàng năm chuyển về quê hương trên 60 tỷ đồng, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế và xây dựng bộ mặt quê hương Thanh Trạch giàu đẹp. Nhân dịp mà chuẩn bị đón xuân năm mới năm 2014, thay mặt đảng bộ và nhân dân xã nhà, xin gửi đến tất cả những người con quê hương Thanh Trạch đang sinh sống và làm ăn trên khắp các nước trên toàn thế giới một lời chúc năm mới sức khỏe. Các công trình xây dựng quê hương mới như trụ sở Ủy ban Nhân dân, các nhà văn hóa thôn, các công trình bê tông hóa, các tuyến đường trong các thôn, các xóm, các công trình chứa nước mổ u, các trường học, công trình chợ Thanh Hà, các kẻ chắn sóng, các công trình tâm linh như chùa Thanh Quang, chùa Quan Âm, nhà thờ Thanh Hải, lăng mộ các dòng họ, khắc phục hậu quả của các cơn bão gây ra. Cùng với sự đóng góp của nhân dân, sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, cùng với các nhà hảo tâm trên quê hương, chúng tôi, con em ở nước ngoài đã góp một phần với tấm lòng hảo tâm. Giá như nơi đây được tôn tạo xây dựng lại một trong ba ngôi đình làng xưa, đình làng Thanh Hà, đình làng Bồ Khê, đình làng Bồ Khê Phường, để thờ các vị thành hoàng, bổn thổ, các vị tiền khai khẩn, hậu tiền khai canh, các vị có công dựng làng giữ nước, thì chắc chắn ông cha xưa và các anh hùng liệt sĩ sẽ vui lòng phù hộ độ trì cho con cháu chúng ta hôm nay và cả mai sau sức khỏe, làm ăn thịnh vượng hơn. Đó cũng là điều tâm linh mà chúng tôi, con cháu xa quê, ngày đêm nguyện ước. Quê hương là chùm khế ngọt cho ta trèo hái mỗi ngày.